ngàn rưỡi, 10.400, cho thuế nè 9.000 mấy. Bơ nhỏ nhỏ thôi mà nó bán hai lót này nè, sao mình tách ra được. Dạ, mấy hơn cây nè. Nhưng mà mày thấy bơ thì đắt đâu. Chùa kim nè, ông chị kim phải ngồi. Cái này quý. Thôi mua đậu mua yeah. Mua đi, 5 thằng vậy rồi cầm đuôi chai ăn hết luôn, no luôn. Ăn cho hết hả? Mua chai thôi nè, 5 thằng đứa vào chai rồi xịt ốc no luôn. Yeah. Mà. Yeah. Rồi tao đã chết cái cảnh đó rồi. Trời ơi, thịt không mà ăn gì nữa. Ủa gì vậy? Phô mai hả? Ừ. Ôi giờ tao mới biết cái đó phô mai. Thôi đừng ăn phô mai, đi mua cái gì đó rồi. Ủa thằng kia đâu kia vậy? Dạ yeah. Dạ yeah, cây bự nhất cũng như đây à. Nhiều. Ủa mấy ngàn người đắt quá vậy. Ghen chưa, ghen bằng, nữa. Chưa bằng ghen của tao nữa. Tệ quá. Đợi quá. Hàng Việt Nam có khác. Tệ. Tụi bay nhớ tụi bay chỉ còn 60 thôi đó nha. Gì 60 ghê vậy? Xe mất 100 rồi. Nhìn xuất xuất không? Chưa bằng gan nữa. Còn có 50 à. Đừng cơm. Cơm 10 ngàn, cơm 10... Cơm phải mười mấy ngàn. 30 nè. Ờ, hơn 3 mấy ngàn nè, 75 ngàn nè. Hơn rồi, còn lại có khoảng 5 mấy ngàn thôi. Đi mua rau cải đi. Thôi, đi con mua rau đi. Thôi đi quẩn mua rau luôn. Rau gì mấy rồi? Nghe ăn cái này không mà. Gì vậy? Ăn trứng cho nó khỏe. Ờ, ăn trứng đi. Mẹ thì mày ăn mấy bữa ngay. Tao ăn cả ngày luôn. Ba mấy ngàn đó ba. Mua đi rồi tìm mua rau rồi còn không có. Hay về Úc La đi. Úc La đi. Ăn trứng cút. Trứng cút nè. Trứng cút nhiều thằng ăn hơn nhiều. Nhưng mà trứng cút về làm sao? Nhưng mà trứng cút về làm sao luôn được mấy á. Trộn da bỏ chứ chúng. Rồi. Mày mua một bạn đi. Bàn phim tao. À, xin giới thiệu, đây là khách mời của chúng ta hôm nay. 6VL. Đây. Đây. Tao bếp trưởng nấu ăn dở nhất thế giới. Sốt thịt rốt. Sốt thịt đây vì đây. Thì này đúng không? cái này mới đúng. Thế nhưng mà từ nãy sao đứa nào ăn đứa nào nhận. Ờ đúng á. Thôi tụi bay mua trứng đi, trứng rẻ hơn mà. Trứng á, mua trứng đi. Trứng rẻ hơn. Ăn chút chết. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 đứa. À 20. Gì vậy? Hả? Gì vậy? Trứng gà hả? Gà. Trứng á, trứng muối á ba. Trứng gà má. Trứng muối á. Trời cái này đâu. Đâu có chị nè, hỏi chị gì đâu đi. Còn nhiêu vậy? Còn lại có 40 thôi nhá, khoảng 3 4 mấy. Mua lại thiệt hả? Không, trăm mấy luôn đó, trăm mấy luôn đó. Trăm mấy là thằng mua thằng nó trả chứ, có đéo trả đâu. Đúng rồi, quay phim này đấy. Quay phim không chụp hình. Đi. Chụp hình đi. Chụp hình đi. Chụp một cái nè. Rồi, đã chết được cái khách đầu. Chụp một tay này. Lòng phá rồi. Gì? Ai bỏ ra khách mời. Yeah. Ồ, có hải sản kìa. Cho qua hải sản đi.
Có tiền mà mày bỏ tiền ra đi thì tao ăn nha. Đấy là quay ké vậy. Thằng nào biết làm cá không? Thằng nào biết làm cá đâu. Thằng nào biết làm cá không? Cái gì mà cá có làm không? Những người theo á. Cái nhông. Sống xì luôn. Đó, mình ăn cái này ăn sống luôn. Cái hồi nào bây giờ? Ờ à, đúng rồi, nó ăn sống rồi nè. Đó. Nhưng mà hơi bị tóm á. Nó chết mà. Về ăn. Có mua thì mua cái này ăn nè. Quý ếch. Mọc hả? À đùa ếch hả? Ờ. Nhiều. Có giá đi nữa. Mà thôi đuổi khó làm lắm, đuổi mua xả về mua ớt trăm mấy kìa, tiền đó đâu mua. Thôi mấy bố đi ra đi, toàn tiền trăm mấy không à mà đòi mua. Công sức nãy giờ đó hả, nhiều dữ vậy hả? Sao lại mua có cụm thịt đàn không vậy, không mua miếng mỡ hết hả? Ở dưới này mày ăn nè. Ờ ba gọi chứ ngon. Ba rồi mày, ba rồi mỡ ăn, không ăn này không à. Tụi nó ăn này không à, đòi mỡ. Yeah. Đây là phụ xe. Rồi mua đâu đi, mua đâu. Ủa cái gì vậy? Nhìn kinh cái này, nhìn kinh lơm á. Thôi gì vậy? Cái gì thịt vuông không? Ủa coi luôn á. Cầm lên thử. Nó ghê quá, nó chọn. Mày mua cái gì vậy? Mày nó mua cái gì vậy? Chú. Con sao? Có đem không? Nhà có một đem không? À chưa. Con thấy gì vậy? Chưa mà. Đây quay phim rồi. Đừng cãi được. Ôi rau muống hả? Không phải cho con nào. Một cái khanh đi. Đưa rộm một cái. Rộm. Mì xào hến đó kìa. Miếng xào hến, mì đâu mì. Vịt xào gừng, bò xào dưa ua. Trù bò. Bò xào dưa ua. Nè, nó rồi. Cái gì vậy? Măng xào thịt heo. Rau muống xào tỏi đi. Bông cải hả? Thôi bông cải khó ăn lắm. Bông cải khó ăn lắm, khó ăn lắm. Bông cải có đứa ăn được, có đứa không ăn được đâu. Rau muống xào tỏi kìa. Rau muống đi. Thôi. Rau muống xào tỏi. Rồi đó, được rồi. In đâu vậy? Ủa, xong rồi được. Cái nói gì vậy? Người đẹp của chúng ta. Đó rồi, chắc hết giấy nữa, nó kêu tít tít kìa. Con này. Cho con này, coi lại. Xài thêm cái này là cho thêm bơ nữa. Cho bơ lại. Bộ bơ, bộ nguyên thủ bộ hả? Thôi, lấy. Lấy một bịch gia vị nhỏ, có bịch gia vị nhỏ không? Không, có bị này. Này nhỏ nhất rồi nè. Không, có bịch gia vị nhỏ cái kìa. Mình tới về nhà mua. Thôi, mình tới về nhà mua. Rồi, vô lấy đâu đi. Muốn cho tỏi đi. Muốn ơi. Ê, tụi bay ăn rau muống, tụi bay có khoai lạc lá không ạ? Không. Rồi, không. Đây rau muống sạch. Ăn luôn chứ. Cắt ra luôn. Đó. Còn canh có không? Rồi. Ê! Được. Mang đang này rồi. Yeah! Rồi. Lấy thằng cá thôi. Rồi. Ê, chụp tao cái đó chứ mày. Tự sướng đi. Tự sướng. Mày cầm chụp lên. Tao cầm giùm mày vậy. Mày chụp giùm nó đi. Tao quay phim à. Ủa? Chụp phim mày lại đi. Muốn để sao? Tao lấy đi dưới thôi. Lấy trên thôi, đừng lấy dưới. Không có dưới nữa kìa. Cái gì vậy ta? Mít hả? Tỏi. Tỏi á. Nó luộc luôn à. Ê, không luôn, mua hành cho sao không? Tỏi mày. Giờ mình tự luộc luôn á, luộc nhanh hòm á. Ôi dù, tại dữ quá, mua cái này về làm luôn nè. Cà chua hả? 2 ngàn. Là nhiêu? Là 6 ngàn. Về làm một phát đục. Mà hết tiền mà lại quá gì đâu. Muốn ăn như kiểu đó mà 30 ngàn. Mày làm gì ở đây Kim?
Tao quay phim không phải chụp hình đâu mà. Quay trời. À. Yeah. Tay cái trên nè, trên đó. Đó. Ừ. Ôi mày chuối. Yeah, ôi mày chuối. Ê mến lại chụp hình với coi. Kêu kêu nó lại chụp hình. À đâu có chụp rồi. Ớn đúng không? Ớn đúng không? Chụp giờ nó tẩm luôn. Không chụp được. Chụp được mà. Không được thế. Sao kỳ vậy? Không. Dạ. Phải. Nè, chụp không được. Sao chụp không được vậy? Chụp được mà. Rồi là ông ấy. Rồi là đâu. Cái đồ đó cho mình cho anh thôi mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chủ lờ mới ghê, tởm quá. Thôi ghê quá. Chảnh hết, mẹ chảnh quá. Không ai chảnh hết. Xấu, đang xấu, không chảnh. À, đâu quay phim à? Sao mày hiền như vậy? Mệt lắm rồi. Lâu hiệp phan. Tại sao anh em chưa quên được ha? Bao nhiêu? 5.000 được. Rẻ hơn chỗ kia nhiều. Chúng ta hãy quẹt kéo đi. Quẹt kéo đi. Cái này 15.000 lần mà mày ăn có hết đâu. Nó không có bình nhỏ. Rồi. Đồ hồn ghê rồi. Rồi. Nhà quên được yêu rồi. Mấy giờ rồi? 10 giờ chưa? 9:40. Sớm mà. Rồi. Hành tẩm, quay giấy hành tẩm. Rồi đi về quay lại. Phốn, cười vậy coi. He, đó, rồi. Rồi đi.